Theo thông tin từ đại diện ngân hàng nhà nước tại phiên họp trực tuyến của chính phủ mới đây, sẽ khó giảm mặt bằng lãi suất xuống sâu hơn nữa. Đó là chưa kể về lý thuyết để ổn định tỷ giá thì phải tăng lãi suất. Hiện nay tuy lạm phát Việt Nam thấp nhưng chủ yếu là do tác động từ thế giới như giá dầu và giá hàng hóa cơ bản giảm thấp. Vì vậy nếu loại bỏ cái yếu tố bất thường đó thì lạm phát Việt Nam năm 2015 cũng quanh mức 3%. Vì vậy, với chủ trương duy trì lạm phát chỉ tăng dưới 5%, thì mặt bằng lãi suất như hiện nay là phù hợp. Ngoài ra, vào nửa cuối năm 2015, lãi suất còn đang gặp áp lực tăng lên, không chỉ vì một phần vốn chảy vào trái phiếu chính phủ, mà các ngân hàng cũng cần huy động vốn nhiều hơn, phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh mùa Tết của doanh nghiệp. Trong khi tăng trưởng tín dụng cả năm đã lên đến 18%, thì tốc độ huy động vốn tăng không đáng kể. Tuy nhiên, với mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn, thì ngân hàng nhà nước vẫn chủ trương có thể giảm thêm từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm nữa trong năm 2016.